Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều ngày 14 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những ngày này, huyện Văn Bàn đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra hoạt động trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại các xã, thị trấn. Theo đó, các đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình, thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội dịp Tết, chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh với cây trồng vật nuôi, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Các đoàn kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở đôn đốc các địa phương có giải pháp quyết liệt trong thực hiện vệ sinh môi trường, làm tốt khâu trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, mừng đảng mừng xuân, lễ hội xuân phong phú, hấp dẫn, đúng quy định, chuẩn bị các điều kiện để sau Tết bắt tay vào trồng rừng, sản xuất vụ xuân. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, huyện Simacai sẽ tổ chức nhiều lễ hội cho bà con vui xuân đón Tết. Theo kế hoạch, lễ hội Gầu Tàu cấp huyện sẽ được tổ chức trong 3 ngày, ngày 24 đến 26 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng Giêng tại thôn Sản Xín Pao, xã Xín Chéng. Ngoài ra còn có lễ hội Gầu Tàu tổ chức tại xã Cán Cấu và lễ hội Xuống Đồng tổ chức tại xã Nàn Sán. Dịp đầu xuân, Simacai cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất trong năm mới 2023. Việc phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được huyện Văn Bàn lồng gắn với đề án số 01 của huyện ủy về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, sắp xếp dân cư nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện Văn Bàn giai đoạn 2021-2025. Địa phương chủ trương chuyển đổi mạnh mẽ hình thức sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất tập trung, khuyến khích các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch, xây dựng các hợp tác xã gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP. Huyện kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng vùng trồng quế hữu cơ tại các xã Nậm Tha, Liêm Phú, Nậm Dạng, Tân An, Tân Thượng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các nhà máy chế biến sản xuất tinh dầu quế. Về xây dựng nông thôn mới, huy động có hiệu quả các nguồn cho nông thôn mới, duy trì các xã được công nhận, phấn đấu năm 2023 hoàn thành thêm 4 xã nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao. Triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, tình trạng tảo hôn, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Hà, đã có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, năm 2022 vừa qua, toàn huyện chỉ có 23 trường hợp tảo hôn, giảm 20 trường hợp so với năm 2021. Để đạt được kết quả này, huyện Bắc Hà đã tổ chức 247 hội nghị, hội thảo, thu hút trên 16.000 lượt người tham gia, xây dựng và duy trì các câu lạc bộ như câu lạc bộ Nói Không Với Tảo Hôn, Gia Đình Hạnh Phúc, Phụ Nữ Với Pháp Luật, đồng thời xử lý vi phạm hành chính 16 trường hợp tảo hôn, phạt tiền 31 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con vẫn còn phức tạp với 116 trường hợp. Huyện Bắc Hà tiếp tục xây dựng tài liệu đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, tổ chức, hội thi nhằm nâng cao nhận thức của người dân, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phụ nữ sinh con trước tuổi. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm gần dân, sát cơ sở, với nhiều cách làm sáng tạo, công tác dân vận tại các địa phương trong tỉnh đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với hai hoạt động dân vận thiết thực ý nghĩa được triển khai trong năm 2022 tại xã Tả Sa Khâu huyện Mường Khương và xã Thẩm Xuyên huyện Văn Bàn, gần 20 công trình phần việc như làm đường điện chiếu sáng, đường giao thông, giúp hộ nghèo làm nhà ở, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí đã được triển khai với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Khó khăn cái điện mà là cả nước rất là khó khăn, không riêng tôi mà đến cả thôn, cả bà con cũng rất phấn khởi và vui mừng vì cái đường đi lại buổi tối là rất sáng. Cũng là một thành viên ban chỉ đạo trong cái ban chỉ đạo tỉnh thì chúng tôi cũng tham gia rất nhiều các hoạt động ở các cái địa phương khác, xây dựng những cái mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo khó khăn, chỉnh trang nhà cửa, rồi vệ sinh môi trường nông thôn, rồi tuyên truyền chị em phòng chống mua bán người. Thời gian qua, công tác dân vận ngày càng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đặc biệt các hoạt động tập trung chủ yếu ở cơ sở, vùng dân tộc thiểu số, những khu vực khó khăn. Thông qua cái hoạt động dân vận này thì bà con thôn bản 8 trên 8 thôn cũng đã nâng cao được cái nhận thức của mình về thứ nhất là trong cái công tác về dân vận tại địa bàn, cái thứ hai nữa là cái vệ sinh môi trường thôn bản, và cái thứ ba là cái giúp đỡ nhau trong cái lúc trong cái có hộ gia đình khó khăn.
để bà con nhân dân gắn kết hơn nữa trong công tác và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trọng tâm là phong trào thi đua dân vận khéo. Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 6.000 mô hình và điển hình dân vận khéo ở tất cả các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Ban dân vận đang tham mưu cho tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo để tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng và đổi mới công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng phong cách cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi đồng chí đều là một cán bộ dân vận, gần dân, sát cơ sở. Thông qua cuộc vận động, nhiều công trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở được triển khai, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao như Bát Sát, Sapa, Văn Bàn quản lý chặt chẽ các hoạt động canh tác, nương đồi, chủ động phòng chống cháy rừng trong điều kiện diễn biến thời tiết nắng nóng, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Cụ thể, thời kỳ cao điểm khô hanh, quy định cụ thể khu vực không đốt nương, không dùng lửa trái quy định ở những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Hướng dẫn kiểm tra quản lý chặt việc đốt nương của người dân, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, sử dụng đồng thời ngôn ngữ phổ thông và ngôn ngữ địa phương để người dân nắm bắt và chấp hành tốt các quy định về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, sản xuất nông lâm nghiệp an toàn trong mùa hanh khô. Một bệnh nhân bị ngộ độc do sử dụng hạt cây rừng chữa bệnh vừa được Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Sát cấp cứu thành công. Đó là bệnh nhân Sùng Xeo Ép, sinh năm 1985, tại thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, nhập viện ngày 13 tháng 1 trong tình trạng bị tê bì tay chân, tê cứng miệng sau khi uống hạt cây rừng để chữa đau bụng. Hạt có vỏ cứng, lõi màu trắng, theo nhận diện của bệnh nhân là hạt mã tiền. Qua đây khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc và những hạt cây rừng trong chữa bệnh, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của chính mình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua các hoạt động vui xuân đón Tết diễn ra tại hầu khắp các trường trên địa bàn tỉnh đã mang lại một bầu không khí vui tươi, náo nức trong môi trường giáo dục, giúp cho học sinh thêm hiểu biết, yêu văn hóa dân tộc và có thêm nhiều kỹ năng sống. Các hoạt động ngoại khóa như thế đã tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, giúp cho thầy vui, trò hạnh phúc. Gói bánh chưng, dã bánh dày, những tiết mục văn nghệ hấp dẫn hay chơi các trò chơi dân gian. Chương trình Tết được tổ chức ngày hôm nay thực sự là một ngày hội với cả thầy và trò nơi vùng cao thành phố. Từ rất lâu rồi học sinh đã rất háo hức với cái ngày xuân này. Các bạn nào cũng rất là mong chờ đến cái ngày để thể hiện bản thân mình, để được tham gia cái mô hình trải nghiệm, được tham gia những gian hàng và được múa những điệu múa dân tộc của mình ạ. Đối với trường trung học cơ sở Tà Ngài Trồ, nơi có gần 100% là đồng bào dân tộc người Mông sinh sống, thì tổ chức một ngày hội đậm bản sắc văn hóa dân tộc như thế này là điểm nhấn trong triển khai mô hình trường học gắn với bảo tồn văn hóa. Không chỉ là sân chơi mà thông qua đây học sinh thêm hiểu biết, thêm yêu văn hóa của dân tộc mình. Bọn em đã tập luyện vào những buổi chiều để có thể hoạt động tốt nhất cho những ngày Tết. Em thấy rất là vui và rất tự hào về nền dân tộc của nền dân tộc Mông của chúng em. Không chỉ đơn thuần là những tiết mục văn nghệ, thể dục giữa giờ, các nhà trường còn tổ chức nhiều câu lạc bộ hoạt động rất hiệu quả, như tổ thêu, tổ chạm khắc đá, thư pháp, hướng dẫn viên du lịch. Ở đó, học sinh có thể tự do tham gia trải nghiệm và phát huy thế mạnh của bản thân mình. Năm nay em được các cô lựa chọn múa mẫu cho các em. Em sẽ hướng dẫn cho các em để múa hay như mình. Em rất vui vì em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Hiện nay thì chúng tôi đang chỉ đạo để xây dựng các cái mô hình trường học hạnh phúc. Thì muốn là học sinh ở trường thì phải được hạnh phúc, phải thấy vui. Đấy, đúng như cái khẩu hiệu là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thế và do đó các cái trường thì một mặt chú ý chăm sóc nuôi dưỡng học sinh, nhưng mặt khác là tổ chức rất nhiều các hoạt động ngoài giờ, rồi các cái hoạt động trải nghiệm, các cái hoạt động giáo dục toàn diện ấy, để lôi cuốn, để thu hút học sinh. Thế, vì thế cho nên là cái tỷ lệ học sinh là được tăng lên. Vừa tạo không khí học tập sôi nổi, thu hút học sinh tới lớp, nhiều hoạt động ngoại khóa mang tính hướng nghiệp cao còn giúp nhà trường, chính quyền địa phương định hướng nghề nghiệp tương lai cho các em, tháo gỡ khó khăn trong công tác phân luồng học sinh. Chuyển sang những thông tin trong nước, dịp Tết này, nông dân trồng hoa khắp các địa phương không ngừng tìm tòi du nhập những giống hoa mới, sẵn sàng cung ứng những giống hoa độc lạ, đẹp mắt ra thị trường.
Tại Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này cho biết, trung bình hàng năm toàn tỉnh nhập nội khoảng 46 đến 66 giống hoa mới và chủ yếu được triển khai khảo nghiệm tại các doanh nghiệp. Năm 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu 57,8 triệu cây, củ, ngọn, cành, hạt giống hoa các loại. Sản xuất giống hoa mới đạt khoảng 1.000 đến 1.500 hecta. Những giống hoa mới đã góp phần làm nên sự đa dạng, nâng cao giá trị của ngành hoa Lâm Đồng. Theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, nhu cầu giao dịch chuyển tiền online của người dân vào dịp giáp Tết Nguyên đán năm nay cao hơn 2 đến 3 lần so với năm ngoái, dẫn đến tình trạng nghẽn, báo lỗi chuyển tiền gia tăng. Mặc dù các ngân hàng liên tục đầu tư nâng cấp hệ thống, song cũng chưa thể tránh được việc một vài ngân hàng bị quá tải, dẫn đến khách hàng không thực hiện được giao dịch trong giây lát. Tuy nhiên, các ngân hàng đều có bộ phận kỹ thuật xử lý tình trạng tắc nghẽn nhanh chóng ngay sau đó. Trên 73% số xã trong cả nước đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể, có 6.009 trên 8.225 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 937 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 255 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, cả nước đã có 5 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề để các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ Quốc phòng Sri Lanka thông báo sẽ giảm đáng kể quy mô các lực lượng vũ trang trong bối cảnh quốc gia Nam Á bị vỡ nợ và đang chật vật ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 7 thập kỷ. Theo đó, Bộ Quốc phòng Sri Lanka sẽ cho 65.000 binh sĩ, chiếm 1/3 tổng số 200.000 người, giải ngũ trong năm nay. Trước đó, chính phủ Sri Lanka cũng đã phải tăng thuế và cắt giảm mạnh chi tiêu công để được nhận gói cứu trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế sau khi rơi vào cảnh vỡ nợ. Giới chức nước này cho biết họ gần như không đủ nguồn lực tài chính để chi trả cho công chức và người nghỉ hưu. Nhiều mặt hàng thiết yếu cũng đang bị thiếu hụt trầm trọng. Tổng giám đốc IMF cho hay hiện chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của việc thắt chặt các điều kiện tài chính. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát. Bà nhấn mạnh, mặc dù việc thắt chặt hơn các điều kiện tài chính sẽ tác động mạnh tới các nước có mức nợ cao, nhưng IMF không thấy nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nợ mang tính hệ thống. Theo Tổng giám đốc IMF, Hội nghị bàn tròn toàn cầu mới về nợ quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 2 tới với sự tham gia của các chủ nợ chính và các nhà tài chính tư nhân. Số lượt khách bay quốc tế tại hai sân bay lớn của Nhật Bản trong dịp năm mới 2023 tăng gần 17 lần so với cùng kỳ 2 năm trước, nhờ việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới hồi tháng 10 của nước này. Theo số liệu từ Cục Dịch vụ Nhập cư khu vực Tokyo, gần 900.000 lượt khách bay quốc tế đã sử dụng hai sân bay lớn của Nhật Bản là sân bay Narita và sân bay Haneda trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023. Con số này tăng mạnh so với mốc gần 53.000 lượt khách trong cùng kỳ cách đây 2 năm. Các điểm đến được ưa chuộng nhất là Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Tuy tiến triển tích cực, nhưng số liệu của đợt năm mới vừa qua vẫn thấp hơn so với thời kỳ trước đại dịch, vốn ghi nhận tới 1,5 triệu lượt khách bay quốc tế. Sự ra đi của các thương hiệu phương Tây và giá cả tăng vọt đang khiến các cửa hàng đồ cũ nở rộ ở Nga. Thay vì đến các trung tâm mua sắm lớn, những cửa hàng đồ cũ hiện nay lại là điểm hẹn quen thuộc của các tín đồ thời trang Zara, Massimo Dutti, Armani. Các thương hiệu có tiếng đều có mặt tại cửa hàng này. Gần một nửa số sản phẩm là hàng mới, với giá vẫn còn nguyên. Người mua hoặc khách hàng không thích món hàng họ mua trực tuyến nên mang đến cửa hàng để nhận lại một phần hoa hồng. Ngoài các thương hiệu thế giới, những nhãn hiệu của Nga cũng rất được ưa chuộng tại các cửa hàng này. Theo nhiều chủ cửa hàng đồ cũ, số lượng người mang đồ đến để bán và khách hàng đến mua ngày càng nhiều do áp lực tài chính. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.